Đội Cảnh sát Kinh tế thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện một vụ tàng trữ trên 6.000 gói thuốc lá lậu. Qua công tác theo dõi, Công an phường Khánh Xuân đã phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Buôn Ma Thuột bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Phương đang vận chuyển 200 gói thuốc lá Z lậu đi tiêu thụ. Phương khai nhận đã mua số thuốc lá này của bà Mai Thị Huyền ở tổ dân phố 5, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. Khám xét nhà của Nguyễn Đức Phương, tổ công tác đã thu giữ thêm 370 gói thuốc lá lậu và khám xét khẩn cấp nhà của bà Huyền, phát hiện thu giữ hơn 5.400 gói thuốc lá lậu, không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc, chủ yếu là thuốc Z, Hero, 3 số 5 và Caravan. Bước đầu, bà Huyền khai nhận đã mua thuốc từ các tỉnh phía Bắc rồi vận chuyển theo xe khách, xe tải đưa vào bỏ mối cho các tiệm tạp hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông để kiếm lời.